U sơ tử cung sợ nhất 5 loại thực phẩm này, có thể nấu tại nhà, ăn hàng ngày cực tốt. Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của bệnh u sơ tử cung. Vì vậy, chị em nên bổ sung ngay những thực phẩm dưới đây để ngăn chặn và tiêu diệt u sơ. U sơ tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến ở phụ nữ. Nó xảy ra ở tử cung và chủ yếu là u sơ lành tính. Nó là một u sơ phụ thuộc vào estrogen. Các chuyên gia chưa xác định rõ nguyên nhân của tình trạng này, hầu hết được cho là do estrogen quá mức. Ngoài ra, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc u sơ tử cung như tuổi tác, di truyền, béo phì và chế độ ăn uống. Sau 35 tuổi, nếu bạn có kinh nguyệt không đều trong một thời gian dài, bạn cần điều hòa cơ thể để ngăn ngừa u sơ xuất hiện trong tử cung. Để ngăn ngừa và kiểm soát u sơ tử cung, chúng ta phải bắt đầu với việc kiểm soát sự tiết hormone. Chế độ ăn uống hàng ngày có liên quan mật thiết đến sự tiết hormone nên phải thận trọng chế độ ăn uống và lựa chọn thực phẩm cẩn thận để duy trì sự cân bằng hormone. Chỉ khi sự cân bằng được duy trì, các khối u sơ sẽ không phát triển và xấu đi. Dưới đây là những thực phẩm khiến u sơ tử cung sợ nhất. 1. Thực phẩm giàu chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm cân và cân bằng nội tiết tố. Chúng cũng giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Vì những lý do này, chất xơ có thể giúp ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của u sơ. Vì vậy, bạn hãy thêm các loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn. Rau nấu chín và rau sống, trái cây, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt và mì ống, rau cải, yến mạch, đậu lăng, lúa mạch, đậu. 2. Thực phẩm giàu kali. Nghiên cứu cho thấy một số lượng lớn phụ nữ bị u sơ nặng cũng bị huyết áp cao. Cân bằng huyết áp là điều rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Kali giúp những người mắc u sơ tử cung có thể cân bằng huyết áp. Thêm các thực phẩm giàu kali dưới đây vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn: trái bơ, chuối, cam, quýt, dưa lưới, đậu lăng, cám yến mạch, khoai tây, cà chua. 3. Sản phẩm bơ sữa. Thêm các sản phẩm sữa như sữa chua và phô mai đầy đủ chất béo vào chế độ ăn uống của bạn. Sữa rất giàu canxi, phốt pho và magie. Những khoáng chất này có thể giúp ngăn ngừa u sơ và làm chậm sự tăng trưởng của chúng. 4. Thực phẩm giàu vitamin D. Vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ bị u sơ 32%. Cơ thể của bạn tạo ra loại vitamin D này một cách tự nhiên khi da bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu bạn có làn da sẫm màu hơn hoặc sống ở vùng khí hậu mát mẻ, bạn sẽ dễ bị thiếu chất. Các chất bổ sung và thực phẩm có thể giúp tăng vitamin D cho cơ thể bạn như lòng đỏ trứng, sữa tăng cường, phô mai và các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, nước cam tăng cường, cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu. 5. Trà xanh. Trà xanh chứa một số chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng một trong số đó có thể giúp làm chậm sự phát triển của u sơ bằng cách giảm viêm và nồng độ estrogen cao. Trà xanh cũng có thể cải thiện các triệu chứng chảy máu nặng do u sơ, chẳng hạn như sắt thấp. Trên đây là những thông tin hữu ích dành cho chị em phụ nữ. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. An Cam tự hào là kênh tư vấn giải pháp cho hơn 10.000 bệnh nhân u biếu. Liên hệ ngay hotline 0899 181 998 để được tư vấn 24/7 bởi các chuyên gia u biếu hàng đầu Việt Nam. Truy cập website ancam.com.vn để biết thêm chi tiết. An Cam, xua tan nỗi lo u biếu.